Ok, hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Mình Bông. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái banner mới được MiHoYo cập nhật trong ít ngày tới thôi. Banner của Neuvillette và Kazuha. Thật ra khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề này thì đã có rất là nhiều người nói đây là một trong những banner hủy diệt, rất là ngon lành cành đào về số nguyên thạch chúng ta đang có, đúng không? Và thậm chí có rất nhiều bạn đã tích lại toàn bộ cái số lượt quay của mình trong phiên bản này để giữ cho phase số 2, banner của Kazuha đi cùng với cả anh Long quay trở lại. Nhưng trước kia thì bởi tôi nhìn với tâm thế là một người chơi đã có rất là nhiều nhân vật 5 sao rồi, chấn chiếc các thứ cũng có đầy đủ rồi. Nhưng bây giờ tôi đang nhìn với một tâm thế là tôi có một cái ạc. Và cái arc này gần như là tôi không có 5 sao mấy, đúng không? Cái này Mona thì quay trong banner thường, còn đây mèo điện thì là great. Chính vì vậy tôi có bảo hiểm để cho banner của anh Long đi cùng với cả Kazuha. Trong video của ngày hôm nay, bảy tôi sẽ dùng tâm thế của một newbie, của một người fit trước đây không có nạp bất cứ một đồng nào, nói về cái banner mới này, tại sao nó lại ngon và tại sao bảy tôi lại không có quay nữa, tích lại toàn bộ số lực quay mình farm được để cho banner của Kazuha và anh Long nhá. Rồi có lẽ là không dài dòng nữa, chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Giờ thì intro nào. Số 1, bảy tôi cũng phải lưu ý với các bạn, đặc biệt là những bạn mới chơi. Với những bạn mới chơi, khi mà các bạn quay banner ấy với một cái tựa game gacha như Genshin Impact nhá, thì bảy tôi có lời khuyên dành cho các bạn, đó là khi mà các bạn mới chơi ấy thì các bạn sẽ có những cái lượt quay và các bạn cứ quay đi. Không nhất thiết là các bạn phải để ý rằng là ở năm sau mình sẽ chơi như thế nào. Các bạn cần phải làm quen được với cả cơ chế quay và các bạn phải có cái sự hứng thú khi các bạn quay những cái banner kiểu như vậy. Lúc các bạn cảm thấy hứng thú rồi thì các bạn mới xác định rằng là mình tiếp tục mình trải nghiệm con Genshin Impact này. Chứ còn khi mới vào các bạn đã phải cần kiệm, tiết kiệm từng đồng một, từng cái viên quay một để dành cho banner nó đúng cái giá trị của nó thì không hẳn đâu các bạn ơi. Khi chúng ta mới chơi các bạn cứ quay đi. Và ví dụ điển hình nhất của bảy tôi là lệch ra này, lệch ra mèo điện này trong banner của Chiori, bởi vì tôi mới chơi khi mà banner của Chiori update và bởi tôi quay banner của cô nàng này để lấy cái sự cảm hứng khi mà chúng ta mới bắt đầu chơi Genshin thôi, chứ không phải là bởi tôi quay do là Chiori ngon hay là do Ito ngon, không phải. Bởi tôi hoàn toàn dùng tất cả những cái lượt quay của mình để quay một năm sao, và mình phải có năm sao đã thì mình mới có hứng thú mình chơi game, chứ thay vì là mình cứ dùng những nhân vật 4 sao như vậy, đúng không? Đó, chúng ta phải lưu ý trước về cái banner dành cho những bạn mới chơi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại nhìn banner mới, tại sao banner này lại ngon với cả những bạn mới chơi như bảy tôi chẳng hạn. Cái điểm nhận thấy đầu tiên đó là Neuvillette cũng như là Kazuha đã có rất nhiều những cái lời khen rồi, đúng không? Kazuha là một best support này, còn Neuvillette là một DPS rất tuyệt vời, vừa có cả support vừa có cả DPS ở trong cùng một banner. Nhưng rất tiếc rằng là Kazuha thì bảy tôi sẽ lựa chọn ở dịp khác. Đợt này bảy tôi sẽ lựa chọn quay Neuvillette khi mà chúng ta cần phải đi La Hoàn thì team của mèo điện gánh một tầng và team của Neuvillette sẽ gánh một tầng. Vì vậy nếu mà chỉ có một lần nổ vàng ở trong phase số 2 này, bảy tôi sẽ lựa chọn quay banner của Neuvillette. Còn khi quay ra anh chàng này rồi thì bảy tôi mới quay sang banner của Kazuha. Đó là sơ lược về 5 sao. 5 sao chúng ta không phải nói, rất ngon rồi. Thế còn 4 sao thì sao? 4 sao chúng ta đang có là Yanfei, đang có là Xingqiu, đang có là Barbara. Với những bạn chơi lâu rồi thì gần như 3 nhân vật này các bạn đã cung mệnh 6. Còn với những bạn newbie, những bạn mới chơi như bảy tôi chẳng hạn, thì 3 nhân vật Yanfei này, Xingqiu này và Barbara là 3 nhân vật khởi đầu rất tốt. Tại sao? Đơn giản thôi. Với một DPS hệ hỏa hay là cấp hỏa cho cái phản ứng quá tải đi cùng với mèo điện, hoặc đơn giản là các bạn sẽ lấy Yanfei là DPS đi cùng với sự hỗ trợ của KA miễn phí nhá. Rồi Xingqiu cấp nước. Đấy thì hỏa cộng với băng cũng ít đam này, hỏa cộng với nước cũng ít đam. Tại sao thời điểm hiện tại chưa phải là lúc các bạn nên nâng Xiangling? Thực sự thì Xiangling hoạt động tốt ở cái team chúng ta phải có cả Bennett cơ các bạn ơi. Bennett hiện tại bảy tôi chưa có và bảy tôi cũng chưa định build Xiangling ở thời điểm hiện tại, khi mà cái hiệu quả nạp của chúng ta hay là cái thương lao xiên cá các bạn câu cá được ấy chưa thể lấy được ở trong thời điểm hiện tại. Vì vậy Xiangling bảy tôi không có nâng nhá. Bảy tôi tập trung nâng vào những hệ hỏa khác. Và sau này khi mà chúng ta đã max level rồi, khi mà các bạn đã có những nhân vật lên được level cao cấp nhất, thì chúng ta mới quay trở lại bắt đầu build Xiangling và chuẩn bị để lấy Bennett ở trong cửa hàng. Còn hiện tại bây giờ chúng ta mới chỉ mới chơi thôi, thành ra Yanfei là một cái lựa chọn tuyệt vời để các bạn làm gì. Số 1 đó là một DPS ở trong team, số 2 cũng là một người hoạt động với cả sub DPS hỗ trợ với cả mèo điện khi mà chúng ta có phản ứng quá tải. Còn nếu không có mèo điện thì các bạn hoàn toàn có thể chơi mỗi Yanfei đi cùng với cả hai hỗ trợ, có KA đi cùng với cả Xingqiu và một hồi máu khác chúng ta có Barbara. Barbara hiện tại đang là một nhân vật rất tốt khi mà các bạn có miễn phí này. Và số 2 nữa, với cung mệnh 6 của mình, Barbara có thể hồi sinh cho các bạn. Với những bạn mới chơi, khi mà các bạn không định chế đồ ăn nhiều, như bảy tôi thì bảy tôi chế đồ ăn rất là nhiều, thành ra bảy tôi không có ý định là nâng Barbara lên. Còn với các bạn
các bạn không có ý định chế đồ ăn hay là đi farm những cái nguyên liệu để các bạn chế đồ ăn hồi máu này, thì bác Bara nên trang bị ở trong team của các bạn với một cái hồi máu đầu game rất tốt. Sau này khi mà các bạn có C6 của bác Bara rồi thì còn có thể hồi sinh nữa, khá ổn ở giai đoạn đầu các bạn mang đi La Hoàn. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhân vật 4 sao cuối cùng ở trong banner, đó chính là Cinquil. Cinquil thì mạnh ở cái điểm nào thì tôi chắc cũng không cần nói thêm rồi đúng không? Cinquil các bạn có thể mua được ở trong cửa hàng bằng tinh huy này. Cinquil có ở trong banner tiếp theo, các bạn quay anh Long thì cũng có cơ hội lên được C6 của anh chàng này này. Rồi Cinquil thế này, Cinquil thế kia, rất nhiều những lời khen dành cho anh chàng này rồi. Bởi tôi sẽ không nói thêm, bởi tôi chỉ nhấn mạnh rằng là với cái dàn 4 sao đi kèm ở trong banner của anh Long hay là của Kazuha thì các bạn đều đáng sở hữu cả. Đặc biệt là những bạn mới chơi như bảy tôi đấy, đang thiếu cái lượng nhân vật tập trung vào để build thì lại càng phải lên quay banner này. Đó là tất cả những cái gì lưu ý khi mà các bạn quyết định quay banner của anh Long với cái dàn 4 sao như vậy. Cái lưu ý này của bảy tôi đặc biệt nhấn mạnh vào những bạn mới chơi nhá. Như bảy tôi này, hiện tại mới chơi được có 2 tuần thôi thì bảy tôi nhấn mạnh vào. Còn với cái arc chính của tôi ấy, đã chơi được mấy năm rồi thì có lẽ là tôi sẽ không nói thêm về dàn 4 sao bởi thực sự là full C6 hết rồi. Quay thì quay lấy cung mệnh thêm của Neuvillette thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái dàn vũ khí. Dàn vũ khí đi kèm này có phù hợp, ngon lành cành đào hay không? Với cá nhân của bảy tôi, với người mới chơi thì thực sự ấy, tất cả những cái vũ khí này đều ngon cả. Bởi vì chúng ta làm gì có đồ đâu các bạn. Toàn dùng đồ 3 sao, các bạn nhìn mèo điện còn dùng kiếm 3 sao chứ làm gì có đồ gì 4 sao đâu. Thành ra là tôi cứ có đồ 4 sao trở lên là ngon rồi. Đấy tâm thế người mới chơi thôi. Nhưng thực sự khi mà chúng ta đang có nguyên thạch và các bạn quay ra 5 sao ở trong banner này là anh Long rồi đúng không? Thì chúng ta có thể dồn nguyên thạch để quay tiếp banner của Kazuha. Biết đâu các bạn nổ cả hai vàng và đều trúng red thì sao? Đây là một cái sự may mắn mà bởi tôi không dám tưởng tượng tới. Chứ các bạn đừng có nhìn đến khi mà chúng ta nổ nhân vật, các bạn nhất thiết là phải lấy chấn đâu. Chưa các bạn, hiện tại chúng ta mới chơi. Thành ra là khi các bạn có càng nhiều nhân vật thì cái lợi thế của các bạn trong game nó càng tốt. Còn chấn thì sau này khi mà nó quay lại hay là khi có cái dịp sự kiện nào đấy, các bạn quyết định sau cũng được. Không nhất thiết là phải lấy chấn ngay ở bây giờ. Cái số lượng nhân vật của chúng ta đang rất ít và các bạn nên tập trung vào lấy thêm những nhân vật mới về, hay là những cung mệnh của những nhân vật các bạn đang build. Ví dụ như là của bầy tôi là Yanfei này, hay là Cinquil, và lấy thêm nhân vật 5 sao limited như là anh Long, như là Kazuha, giúp các bạn trải nghiệm game hay là trải nghiệm những content về sau ấy, tức là về late game rồi, như La Hoàn này, nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ thoải mái hơn để các bạn không quá chật vật nhá. Cuối cùng thì bảy tôi cũng sẽ không nói đến những nhân vật phase số 2 nó ngon như thế nào nữa. Bảy tôi chỉ nhắc nhở các bạn rằng là khi mà các bạn quay banner ấy, các bạn sẽ có cái số lượng đây này, tinh huy nhất định. Và hiện tại chúng ta chắc chắn là chưa mắc cung mệnh của những nhân vật các bạn có. Vì vậy các bạn hãy giữ lại cái tinh huy của mình, ít nhất là 34 tinh huy mỗi tháng để các bạn có thể mua được nhân vật 4 sao ở trong cửa hàng. Ví dụ như là tháng này bảy tôi chắc chắn là tích đủ 34 viên tinh huy mua Cinquil nhé. Một cung mệnh của Cinquil, rồi sắp tới là Bennett này và Xiang Ling nữa. Đấy là ba nhân vật bởi tôi tập trung chủ yếu cái lượt tinh huy của mình để mua. Chứ các bạn đừng đổi cái tinh huy này ra lượt quay nha các bạn nhé. Không đổi tinh huy ra lượt quay khi các bạn mới chơi, mà các bạn hãy giữ cái tinh huy này lại ít nhất là 34 viên tinh huy mỗi tháng để mua một nhân vật các bạn mong muốn ở trong cửa hàng. Và không nhất thiết phải nhìn đến cái bộ vũ khí này đâu các bạn. Mặc dù là bộ hắc nham rất là ok, nhưng mà thực sự ấy, các bạn chưa cần thiết đến bộ hắc nham cho lắm đâu. Bởi vì sau này kể cả về late game rồi, cái bộ hắc nham chúng ta cũng khá là ít chơi. Và có rất nhiều những cái vũ khí khác có thể thay thế được cái bộ này. Thành ra chúng ta chỉ tập trung vào nhân vật thôi, chứ tham cả bộ hắc nham nữa thì sợ là tinh huy không đủ đâu các bạn. Vậy đó, trên đây là toàn bộ những cái lưu ý của bảy tôi về banner phase số 2 phiên bản 4.5. Hai banner mới này sẽ là hai banner rất ngon lành dành cho các bạn, đặc biệt là những bạn mới chơi. Và vẫn một câu nói cũ bảy tôi hay nói thôi, quyết định cuối cùng vẫn là của các bạn, nguyên thạch vẫn chính là của các bạn. Các bạn muốn quay ai, các bạn muốn roll ai thì hãy dựa vào cái đội hình mình đang có hay là cái sở thích của mình, các bạn tự quay. Tất cả những ý kiến xung quanh ấy thì các bạn chỉ nên tham khảo thôi nhá. Vậy đó, chúc tất cả các bạn may mắn ở trong banner phase số 2 này. Và bây giờ thì bảy tôi xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.